Mới đây, các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn, Phú Thọ vừa tiếp nhận một nam thanh niên 18 tuổi, trú tại Văn Miếu, Thanh Sơn, tới khám do đau tai dữ dội. Người bệnh cho biết có thói quen không buông màn khi đi ngủ. Trước khi vào viện, trong lúc ngủ, chàng trai đột nhiên tỉnh giấc do đau tai kèm theo buốt và ù nên đã đến viện khám. Tại cơ sở y tế này, người bệnh được chỉ định nội soi kiểm tra tai, kết quả phát hiện một con rán đã chết nằm sâu trong ống tai. Người bệnh được các bác sĩ chỉ định nội soi gắp dị vật. Sau khi được lấy dị vật, tình trạng đau buốt ở tai của bệnh nhân cũng giảm dần và có thể ra về sau một giờ theo dõi. Thời gian qua, đơn vị này đã tiếp nhận rất nhiều người bệnh nhập viện do bị côn trùng chui vào tai. Đáng chú ý, những người bệnh trên đều bị côn trùng chui vào tai trong lúc ngủ do không buông màn. Với những trường hợp này, nếu côn trùng không được gắp bỏ nhanh, có thể bò sâu vào lỗ tai, gây thủng màng nhĩ hoặc nhiễm trùng, viêm tai. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên buông màn khi đi ngủ để tránh trường hợp bị côn trùng cắn hay chui vào tai. Nếu không may bị côn trùng chui vào tai, hãy đưa ngay người bệnh đến các cơ sở y tế gần nhất. Bạn tuyệt đối không cố gắng lấy dị vật côn trùng bởi có thể khiến chúng vào sâu hơn trong lỗ tai, ảnh hưởng tới thính giác.